Hàng mới về bao la cả nhà ơi. Chu cha là chậm. Cùng nhau lên, cùng nhau lên, cùng nhau like. Ê quá đi cả nhà. Đó đâu, ế đâu, ế. Bán điều điều cả nhà. Đổi hướng, đổi phong thủy thì làm ăn ra sao? Mày tự tin quá vậy. Biết đi ăn cái gì. Chị Buôn Buôn ơi, khi mua ghẻ này ha ơi. Chị Buôn Buôn ơi. Hàng mới nha, hàng mới đẹp lắm. Cái thấy người yêu bê lên kia. Thứ năm, thứ sáu gì đó. Bán gần rồi qua lấy nha. Ok gái yêu. Supply Tú. Supply Tú. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ dạ. Gửi luôn chứ để chi cha. Chuyển tiền là gửi luôn chứ. Ừ. Dạ. Gửi luôn chứ để chi. B nó đám nó cọc bao. Em mới nói chị chuyển khoản nó cọc bao xăm xuôi lên hết rồi. Gọn gàng hết rồi. 20 mấy triệu á nha. Dạ rồi. Ờ bên nó gửi toa cho chị rồi hả? À bên mới gửi cho chị Tú rồi bay. Chị gửi cho em đi gọi chị. Bây giờ hả? Bên này mày chụp chụp đi. Rồi mình lên đi, bây giờ lên hàng mới đi, bên hàng mới đẹp quá trời bên. Nhanh bên. Đợi 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 mình tí nha, mình chia sẻ tí nha. À, chăn những thùng của bên lên rồi đó, bảo lên luôn kìa. Lên đâu anh? Bên nó hỏi lên đâu kìa. Trời ơi tôi nói thiệt á. Tới vì tôi đọc tin nhắn là tôi cũng cừ bé bụng luôn. Bạn nhiều thì ơi. Buồn ghê luôn á. Mấy chị khách mới cọc hàng giùm em nha. Hàng mới rất là đẹp nha cả nhà ơi. Thật sự rất là đẹp luôn. Cả nhà lên like ủng hộ em nha. Bê đứng dài bê. Chị Hằng mới bê. Chia sẻ hả? Chị đi qua chị lái chị không biết xe đâu. Bê lái bê vứt ra đưa sang cho chị. Cái Hằng mới đẹp lắm nha. Hằng đẹp xịn sò luôn mấy chị. Hằng của thương hiệu này mà mấy chị lái là mấy chị biết rất là đẹp luôn á. Rất là đẹp. Bê đi học từ chị nhớ bê là... Ai? Bé. Hả? Bé. Làm
Không cần chỉ có quá trời. Trời ơi, ngày nào tôi cũng nghĩ cho anh hết. Rồi lên nha cả nhà ơi. Nhí hả? Cái thằng đẹp quá mấy chị, nó thật sự luôn. Cái hàng mà của thương hiệu này nè. Mấy chị lắm. Hả? Cái hàng mà của thương hiệu này nè. Mấy chị nên lái em mới lạnh luôn. Hàng này là hàng đỉnh chóp nhất của thị trường mình luôn nha. Ủa size mấy vậy bé? 29 hả? Thằng này rất là đẹp luôn. Thứ có 1-2 ri thôi. Nói chung là hàng order đi rất lại có 1-2 ri thôi. Giá cực, nói chung là cái giá mà đưa ra cho mấy chị á, nè mấy chị nhìn thấy đẹp chưa? 79k xay nhí nha, 79 xay nhí. Những chị nào mà đi hàng nghiêm, hàng chính phẩm rồi nè, là biết cái những cái bộ đồ thương hiệu này là hàng cực kỳ đẹp, chắc đẹp, chắc mềm mịn và rất là xinh luôn nha. Giá là 79k xay nhí. Và nhí 79 nha, túi hộp nè. Quần có hai cái túi vải là thật sự rất là đẹp luôn. Mấy chị đừng ngại giá cao, tuy cao hơn 5.000 so với nhà em thôi, chứ hàng nhá mấy nhà khác họ làm ra cũng tầm mấy ngàn không mấy chị. Nè, giá 79k túi hộp nguyên bộ là thun cô tông. Nói chung là hàng này là đẹp nhất trong các hàng em bán thương hiệu này luôn. Em nói như vậy là tự tin như vậy luôn á, tự tin là như vậy luôn nhá. Rất là đẹp, đẹp vì cái form của họ làm rất là to nhá, form rất là to. Xay nhí vàng nhí 79k, bộ đồ in trước nè, bộ đồ in trước in sau nha, in trước in sau, bao cái tay như thế này, bao cổ. Giá 79k vàng nhí nha. Còn mấy chị muốn lên hàng rẻ, em lên hàng rẻ cho nha. 79k vàng nhí, 79k màu xanh. Đó, màu xanh này giá 79k. Xanh này đẹp xịn sò luôn, 79k màu xanh luôn nha. Trắng gì em, trắng nhí luôn hả? Dạ, còn đỏ cặp hả? Đỏ cặp hả, đỏ mấy cặp? Buộc. Buộc hả? Trắng nhí luôn, 79k. À, lấy mã này bán nha, 79. Cam nhí, 79. Hiện tại mình không có gái. À, gái có mặt được mấy mã đợi tí. À, gái được mấy mã chờ mình tí nha. 79k màu cam. Mấy chị bán shop nên lấy những cái mã này về bán nha. Hàng này cực kỳ xịn sò. Đi chính phẩm là 125.000 xay nhí đó. 79k màu cam, 79k cam và 79k màu đen, đủ màu luôn. Giá 79.000. Đen nhí 79, trời ơi đẹp xịn sò luôn á. 79k đen nhí. Quá đẹp, quần túi hộp luôn. 79k nha. À, lấy mã này đỏ cặp. Cho đây mấy gái, mấy gái này qua kia rồi em ở lại nha. Đỏ cặp 79-89, nhí 79, đại 89k. Ai lấy mã này ủng hộ em, 79-89, nhí 79, đại 89k nha. Quần túi hộp hai bên luôn. Túi hộp, nói chung là quần 4 túi á, hai túi trên, hai túi dưới nha. Hàng đẹp xịn sò. Giá 79k. Ai lấy mã này 79 ủng hộ em nha. Đỏ cặp, xanh cặp, giá 79 nha. Rồi mấy gái đây. Gái mã này em có cô
là 95k nhá. Cồ bơ, cồ màu bơ giá 95.000. Hàng của HL Kids, đẹp xịn sò luôn. Cồ bơ 95. Ai lấy mã cồ bơ 95 ủng hộ em nhé. Cồ màu bơ giá 95k. 95k nha. 95 xây cồ, 1 riêng 6 bộ. Cái này là cồ luôn hả biết? Đại cồ hay là cồ? Còn cồ đó hả? Màu sen là đại cồ. Sen có đại cồ nhá. Đại là 85, cồ là 95. Hàng HL Kids, vải thun cô tâm chính phẩm xịn sò luôn. Màu nhí, màu hồng là có cồ hả bên? Nhí, đại nhí cô. Nhí đại cồ hả? Nhí cô. Nhí và cồ 75 và 95k mẹ bé nhá. Mẹ bé 75, 95 nhí cồ. Rồi cam nhí. Cam nhí 75k. Ai lấy cam nhí ủng hộ em nha. Cam nhí, cam nhí cồ, nhí và cồ luôn. 75. Mã này là có nhí đại cồ suốt. 728292 nhí đại cồ. Nhí đại cồ màu xanh suốt. Cái mã này là mình mặc theo cả gia đình luôn nha cả nhà. Mặc bố mặc cũng được, bé trai mặc cũng được, bé gái mặc cũng được. Toàn bộ là vải thun cô tông chính phẩm, đẹp xịn sò luôn, đẹp lắm luôn nha cả nhà. 728292 màu lá suốt. Ai lấy màu lá suốt ủng hộ em nha. 72 nhí, 82 đại, 92 cồ lá suốt. Ai lấy lá suốt ủng hộ em. Rồi màu trắng suốt. Trắng suốt 728292. Trắng suốt. Rồi bộ đồ này sắc nách của bé gái, giá 55k xây nhí. Ai lấy nhí 55 ủng hộ em nè. Bé gái nhé, bé gái xay nhí 55.000. Vải thun của tông chính phẩm để xịn sò nha. 55k. Ai lấy 55 ủng hộ em. Hả? 55.000. Rồi cái này là màu ruốc. Có chân, có váy gì đẹp đẹp không? Có váy gì đẹp đẹp không? Bé gái tiếp nha. 59k xay nhí HL Kids nè. Giá chỉ có 59.000 thôi nha. Nhí 59. Ai lấy rút nhí 59 ủng hộ em nha. Rút nhí 59k. Ai lấy mạnh thì 59 ủng hộ em nè. Rút nhí 59. Trời vải đẹp lắm mấy chị. Xả 59 là xả lụa đó. Rồi màu sen 59 nha. Ai lấy sen 59 ủng hộ em. Và màu cam sữa 59 nha. Cam sữa 59 hả? Hiện tại chưa có trong váy thì biết. Sữa 59. Màu hồng 59k. Ai lấy hồng 59 ủng hộ em. Ủa B, cái cục gì mà to to đó B? Xin nhí luôn hả? Nhí đại hay sao? Có đại không? Có cùa không? Đã xong gì chứ lại đại. À đầm nè. Chị nào hỏi gái vậy à? Chị nào hỏi gái mà em đã lên gái rồi mà chị không lấy hà. Cái này 697989 nhí đại cồ. Ai lấy mã này ủng hộ em nha. Nhí đại cồ 697989. Nhí đại cồ màu xám suốt. Ai lấy xám suốt ủng hộ em nha. Trời thun cô tâm chính phẩm hàng của Cherry Kids đẹp lắm mấy chị ơi. Thật sự rất là đẹp luôn nha. Cherry Kids đỏ cặp. Đỏ thì có nhí và đại nè. Đỏ cặp. À lấy mã này đỏ cặp ủng hộ em nha. Đỏ cặp 6979 đỏ cặp. Vàng cặp. Ai lấy vàng cặp. Vàng cặp nha. Mẫu này lay rồi mà. Lay mấy mẫu mới rồi không ai lấy.
Rồi màu riêu cặp. Mẫu mới nè. Mẫu này Phương Nguyễn lấy chưa nè. 6575, size nhí là 65k, size đại 75 nha. Màu vàng cặp. Mấy mẫu này mình cũng like hết rồi đó. Chờ Berlin lấy mẫu mới thôi. Đây, vàng cặp nha, 65 nhí, 75 đại, vàng cặp. Mấy chị nhìn thấy đẹp chưa? 65, 75, vàng cặp. C29 nha. Màu hồng cặp. Đây là màu hồng cặp nha, 10kg. Cũng 30. Nói chung là form size đại là 45kg quay đầu nha. Bữa cái size đó mà em 56kg là em mặc vừa luôn á. Form rất là to nha. Cấp size 15 size đại á là em tròn vào, em 56kg là em mặc vào nó hơi chật. Thì em nghĩ là tầm khoảng 45kg là size đại nha. Màu hồng cặp. Size nhí là từ 10kg đến 30kg. Size đại là từ ba mấy ký đến 45kg nha, 45-48kg gì đó. Màu hồng cặp, quần có hai cái túi form to nha. Cái này form cực kỳ to. 6575k màu hồng cặp. Ai lấy hồng cặp ủng hộ em nha. Hồng cặp. Cam cặp. Cam cặp 6575 cam cặp. Ai lấy mã này ủng hộ em, 75k cam cặp. Và màu xanh thì có nhí. Xanh nhí nha. Xanh nhí. Giá 65k. Trời ơi, khung đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị nhìn cái lưng khung này. Coi giảng xịn sò luôn á. Chỉ có 65.000 thôi. Xây nhí 65 nha. Nhí 65k. Cái đó là cái gì vậy bác? Màu cả. Có cặp không? Tùy màu. Màu còn màu không, màu còn nhị đai cô, màu còn nhị đai, màu còn nhị. Màu của cô đó. Trời ơi, cái mã gì mà nó đẹp dữ vậy cha. Giá nhí. Màu da xây nhí giá 75k. Mấy chị lấy mấy cái mã này về bán em á, thật sự á. Cái hàng của thương hiệu của nhà này nè, Ibic nè. Cái thương hiệu này có vợ đẹp lắm luôn á. Thử lấy một ri thôi về biết cái chắc vải. Vô là khách mê liền nha. 55k xây nhí. 75. Lộn, 75k nhí nha. Nhí 75k màu da xây nhí 75 nè. Nè mấy chị nhìn thấy đẹp chưa? Đó, người ta phối nè. Cái hàng này người ta may rất là xịn nha. Quần có hai cái túi nè. À, giá 75k xây nhí. Ai lấy mã này 75 ủng hộ em nha. Da nhí 75.000. Khung này rất là đẹp nha. Khung này em, cái dòng hàng của nhà này là đẹp xịn sò nhất thị trường. Thị trường online luôn nha. Em nói vậy là mấy chị hiểu. Đẹp từ dáng đến form. Form của nhà này cực kỳ to. Form nhà này cực kỳ to. Em lấy cái size cổ của nhà này chị coi thử. Size số 2 của nhà này cũng tầm 10kg, 12kg mặt nha. Không hề nhỏ nha cả nhà. 10kg mặt đây hả. Form rất là to. Nè mấy chị nhìn họ may đằng sau nè. Đằng trước nha. Quần có hai cái túi. Giá 75k màu da nhí. 75 da nhí. Size đó size số mấy? Lớn nhất. Màu xanh sao em? Màu xanh có nhí đại cồ 75, 85, 95. Ai lấy màu xanh xuống ủng hộ em. 75, 85, 95. Form này cực kỳ to luôn. Xanh cô bam xuống 75, 85, 95. Ai lấy mã này ủng hộ em nha. Xanh cô bam xuống 75, 85, 95. Nhí đại cồ. Hả? Mấy chị ơi, 75, 85 nha. Xanh cô ban suốt màu đen gì bì? Đen nhí. Đen chỉ có nhí thôi. 75k xây nhí. Nhí 75.000. Đó, mấy chị nhìn thấy đẹp không? Đẹp xuất sắc hề. Có 75.000 à. Đen nhí 75. Thật sự luôn, hàng không có bán. Mấy chị ngồi nhìn em thiệt. 75k màu đen nhí. Ai lấy đen nhí ủng hộ em. Đen nhí 75. Hàng mới vừa tới luôn mấy chị. Trắng xây nhí 75 nhá. In trước nè, in sau. Trắng nhí đại cô. Trắng nhí đại cô. Trắng thì có suốt. Trắng nhí đại cô. Nhí đại cô 75, 85, 95.
nha, nhí đại cô trắng suốt đẹp quá, cô ban suốt. Ai lấy mã cô ban suốt ủng hộ em nha, trắng nhí, cô ban nhí đại cô. Ai lấy cô ban nhí đại cô ủng hộ em, nhí đại cô 758595. Đỏ nhí cô, đỏ có nhí và cô, cái này phải gọi Khánh Vy vào. Ủa Khánh Vy không lấy những cái mã này hả? Này thì đừng coi đó. Ờ, hàng đẹp thế này mà Khánh Vy không lấy. 75k xây nhí. Ai lấy mã này 75 nhí. Bé trai nha. 75k xây nhí in trước in sau. 75. Xanh đại cô. Xanh thì chỉ có đại cô thôi. Xanh có đại cô. Trời để xịn xò mấy chị. Mấy chị nhìn cái đồ nè. Đó thấy chưa? 75k xây nhí quần. Form to lắm mấy chị, size số 2 của họ cũng cỡ 10kg là mặc. Lạ đài. Hả? Lạ đài thì là gì? Có đài với cô hả? Dạ. Yeah. Xanh có lá đài, còn hết. Còn đi bỏ mẫu nè. Cô không? Hà Di. Mình đi theo rồi chị. 85 đại. Trời cái hàng này đẹp lắm chị Hà Di. Tin em đi, thật sự luôn. Cái hàng này là chị về nè. Còn chị nhìn cái đường kim mũi chỉ có họ may nè. Cái hình in của họ đẹp lắm. Thật sự rất là đẹp nha, đẹp đấy hè. Mướt bộ đồ lắm đấy chị, thật sự luôn. Tuy nó cao hơn 2-3 ngàn, nhưng mà thật sự bộ xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm nha. Cái vải người ta làm chuẩn cái vải lắm. Nó mắc miệng luôn, cái coi giãn xịn sò luôn nè. Vải sợi 40 đanh đẹp lắm. Thật sự rất là đẹp nha. Cái chất này đẹp hơn hàng Lido, hàng Cherry luôn á, em nói thật. Rồi, mấy chị lấy mã này ủng hộ em. Lá có đại cồ. Vàng có nhí cồ. Vàng có nhí và cồ. 7595. Vàng có nhí cồ nha. Lạ đại cồ hiền nha. Lá đại cồ hiền nha, bên nhanh bên. Sinh viên gà nữa hả? Cái gì nữa? Sinh viên gà là sao? Là chị Hiền Nga đó. Là chị Hiền Nga hả? Màu vàng có nhí và cồ nha. Vàng có nhí và cồ. Cái màu đài của mình chứ. Rồi. Trời các mã này đẹp lắm. Bê cho lên mã mới luôn đi Bê ơi. Xây đại. Chị Hiền Nga. Ai lấy mã này ủng hộ em đi. Thật sự hàng đẹp mà mấy chị. Mấy chị đừng nghĩ cao. Em nghĩ cao hơn 2 ngàn, 3 ngàn, 4 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn. Không cao lắm đâu em, thật sự luôn. Tại vì hàng người ta may chất lượng lắm nha. Tại vì cái nhà này người ta không bao giờ sale đâu nha. Em nói thật luôn á, ít sale lắm. Mấy chị mà đi gặp những cái hàng thương hiệu của nhà này là rất là hiếm nha. Cái thương hiệu này cực kỳ vải, cực kỳ đẹp luôn. Giá vàng chỉ có nhí và cồ. Mấy chị nhìn người ta in trước nè, in sau nè. Bao đẹp, bao xịn sò luôn. In trước, in sau nha. Nhí cồ 75 mà 95k. Cuồng mấy chị nhìn người ta may xuất sắc chưa. Ba có viền như có mông. Viền ở đây. Hai cái túi và có yên. Mấy chị nhìn người ta may đẹp chưa. Rất là đẹp. Giá chỉ có 75-85 thôi. 75-95. Cái này thì có nhí và cồ nha. Nhí cồ. Ai lấy nhí cồ ủng hộ em nè. Màu đỏ. V. Đỏ, đỏ cũng có nhí với cồ nha. Đỏ nhí cồ in trước in sau nè. Đỏ nhí cồ. Mở bộ lớn xem thử đi chị. Bộ lớn hả em? Đó, bộ chân chị
Đây nè em. Xe cô đó. Xe cô đây. 65kg mặt vừa, 65 70, 65 hả? 65kg mặt vừa nha. Đó, quần to, form to. Màu xanh coban có nhí đại cường, xanh coban nhí đại cường. Ai lấy xanh coban ủng hộ em nhé. Xanh coban nhí đại cường. Trắng có nhí cường, trắng có nhí thôi. Nhí đại cường. Nhí đại cường trắng suốt. Nhí đại cường. 758595 nhé. 758595. Nhí đại cường. Và màu đen có nhí đại cồ luôn. Đen còn nhí. Đen có nhí thôi hả? Bài còn nhớ ai. Trời nó nhiều màu quá mà. Thật sự luôn á. Nó quá trời màu luôn. Đen có nhí nha. Bán chút xỉu luôn. Màu da có nhí luôn. Da nhí. Rồi cái này là cái gì bên? Bảy mươi lăm k. Thật sự cái này 75 mà bán bán kéo không nổi nữa cái kia đó. Trắng nhí đại cường. Trời ơi mấy chị, 75k trắng nhí đại cường. Trời ơi siêu đẹp mấy chị. Thật sự luôn á. Cái bộ đồ này em thấy nó đẹp quá trời đẹp luôn. Mấy chị không lấy là uổng lắm, là uổng luôn. Trắng nhí đại cường nha. Mấy chị nhìn cái quần này ta may đẹp chưa. Thật sự bộ đồ này, cái nhà này là nó may cái dạng form thể thao á. Cái kiểu cái form nó to to to, quần thoải mái lắm nha. Các chị nhìn nè, cái phối nè, đẹp chưa. Đó. Các chị nhìn người ta phối cái quần. Cái nhà này họ may đồ đẹp lắm. Mấy chị thích tin em thử lấy mỗi thứ một ri hai ri về bán thử đi. Cái giá này nó không có cao đâu, em nói thật luôn. Từ đẹp, từ chất vải đến form nha. Trắng nhí đại cồ 758595 nhí đại cồ 758595 nhí đại cồ. Rồi màu xanh coban, màu xanh coban cũng có nhí đại cồ in trước nè, in sau nè. Các chị thấy đẹp không, cái vải rất là đẹp nha. Quần nè, hai cái túi, hai túi. Mấy chị viền nè, viền hai bên luôn. Chạy viền, cái này người ta phối vô nha mấy chị. Đó. Cái đường này người ta phối nè. Đó. Cô cho... coban cho Trần Thu Thủy Trần. Chị là khách mới hả chị? Thu Thủy Trần là khách mới hả? Hả chị? Chị phải khách mới ha, khách cũ. Nếu khách mới thì cọc giùm em 500 nha. Mấy chị cọc đi rồi nhặt đơn. Mới lấy đấy. Mới lấy đỏ. Mới lấy đó là ai vậy? Là chị Thu Thủy ở Quảng Ngãi hả? Là Quảng Ngãi hả? Phải Quảng Ngãi không? Bé là Quảng Ngãi hả em? Xin cô ban cô đi họ thử. Hiếu La. Trời ơi. Bởi Hiếu La mà giờ trở thành như vậy. Thiệt luôn, bây giờ khách mới là phải cặp thôi. Không cặp là thật sự rất là khó cho bê luôn á. Người ta bào bì đóng hàng xong xuôi rồi biểu cặp không chịu cặp. Lạ thiệt luôn. Cặp. Ừ, cặp rồi em mới đi hàng chứ bây giờ hả? Nhặt hàng trên line rồi đóng hàng rồi giờ gửi ra cho mấy chị không nhận ý o nữa là làm sao, đúng không? Rồi tụi em là mắc xít nữa nên bây giờ cứ bê cứ còm ròm hoài, bê nó cọc đi rồi mới nhận hàng. Bữa nào mắt con nhỏ đóng rồi đi toan xong rồi á. 95k chị Hiếu La, cái hàng này đẹp lắm chị Hiếu La, rất là đẹp nha. Nãy coi rồi hả?
À, 79 ngàn luôn hả? Bên đó 79 hả? Rồi, cái hàng này rồi màu xanh coban suốt nha. Xanh coban suốt, cái này là em xem mẫu Nguyễn Linh Huế hả bên? Uh-huh. Đây mẫu đây. Còn nhí đầy cù luôn hả bé? Cái này hết cù rồi còn nhí với đại thôi nha. Nhí đại 75-85 cặp xanh. Giờ lên mẫu lại nè bé Linh ơi. Đó 75-85 nha. Xanh cô ban. Xanh cô ban cặp. Hàng đẹp lắm. Chồng chị Hiếu La đã tới xem hàng rồi. Vậy rất là đẹp và rất là xuất sắc luôn nha. Tiếp tục B, cái này có gì B? Đỏ nhí. Đỏ chỉ có nhí thôi. Đỏ 75k đỏ nhí nha. Đẹp xịn sò mấy chị cái vải này. Cô con màu gì kìa con, màu cạn màu hoa. Rồi, con màu trắng gái ơi. Đại xanh cho Nguyễn Linh. Đưa đại xanh đi B. Đây chị, cù. Cái này là có nhí đại cù luôn nè. Màu trắng nha. Màu trắng nhí đại cù 75, 85, 95. Sao bên? Xanh còn nhí thôi hả? Cái này là chị Nguyễn Linh này ở đâu bên? Chị Nguyễn Linh này ở đâu chị? Có lấy rồi mà bé nó quên rồi. Đại trắng cho Nguyễn Linh luôn bên. 85. Tây Ninh bên ạ? Tây Ninh. Rồi bây giờ chị ghi Tây Ninh luôn nha. Chứ để nó nhiều Nguyễn Linh quá. Nguyễn Linh Tây Ninh. Rồi màu vàng có gì bé ơi? Đại cô. Màu vàng có đại và cù. Đại là 85, cù là 95. Vải đẹp xuất sắc nha. À, đẹp lắm, mấy chị tin em đi. Thật sự, cái hàng này nó đẹp, nó mịn và nó mướt hơn hàng nhà Cherry rất là nhiều nha. Em nói thật sự luôn. Cô cho chị Hiếu La. Cô màu gì hết? Cô vàng. Rồi, ai lấy đại cô hả biết? Màu vàng với con đại chị. Màu vàng chỉ còn một cái đại thôi. Nguyễn Linh ủng hộ luôn cho chị, cho mình với. Không biết nhỏ hơn hay lớn hả? Nguyễn Linh ủng hộ luôn mình màu vàng đi đại. Còn màu vàng nữa là hết màu luôn nè. Đó. Hiếu La. Chín lăm rồi. Rồi em đi lại mã này cho các chị xem nha. Bây giờ em quay lại một lần nữa nè. Màu vàng em còn size đại giá 85k. Thực sự hàng này rất là đẹp. Chỉ gọi cái tường vi nó lên nó hút hàng. Ai? Từ. Đại vàng nhé, đại vàng. Đại màu vàng này giá 85k. Mấy chị nhìn hàng đẹp xịn sò, mấy chị nhìn người ta may nè. Rất rất là đẹp nha, đại màu vàng. Giá 85 nha, em đi lại nha. 85k đại vàng. Đại vàng 85, đi chia sẻ qua Zalo cho em. Em gọi chị Nguyễn đi, nó hàng đẹp lên lấy. Đang đây. Hàng đẹp lắm. Rồi. Cái hàng này thương hiệu này đẹp lắm mấy chị. Thật sự cái hàng này là em nói là đẹp nhất thị trường luôn nha. Cái vải của họ nó mềm mịn lắm nha. Nó rất là đẹp.
rất là đẹp, đại vàng cho Hiếu La luôn đi. Cảm ơn chị nha, thật sự rất là đẹp. Mấy chị, mấy chị lấy những cái mã này về bán không hối hận đâu. Cái vải này nó rất là phù hợp với mùa hè, nó mỏng mà nó dài mà nó gọi là vô mốt lắm, nó rất là xịn sò nha. Mấy chị nhận về mà nói mà em giống như mà em nói sai á, em chịu gì em cũng chịu thật sự, tại vì cái hàng nó rất là đỉnh chóp. Mấy chị tin em đi nha. Chị Hiếu La là một trong những người mà bán hàng rất là kỹ luôn á, tới đây là vào từng chắc luôn. Cái gì vậy bé? Đây đây, bước ra sau luôn hả? Rồi trắng có gì? Trắng có nhí đại cô. Mã này nhí cô. Trắng có nhí cô, nhí và cô nha. Trắng có nhí và cô, giá 75 và 95k. Trắng nhí cô. Mấy chị ơi lấy những cái hàng này về bán đi, cái form của họ may đẹp lắm. Em nói thật, nhí và cô 75-95. Ai lấy mã này ủng hộ em nha. Nhí cù 75-95. Rồi cái mã này em lên lại luôn, đỏ nhí. Đỏ xay nhí nhé, 75k đỏ nhí. Trời ơi các quần mấy chị nhìn thấy này, em kéo một phát này, các phải đẹp xịn sò. Đỏ nhí 75k. Xanh nhí. Xanh coban còn xay nhí luôn. Ai lấy xanh coban nhí ủng hộ em. Xanh coban nhí nhé, giá 75.000. Màu da của mã ba lỗ này nè, da nhí giá 75 nha. Mấy chị nhìn cái hàng này đẹp lắm, mấy chị lấy về bán đi. Da xay nhí 75.000. Da nhí 75 nha. Da nhí 75. Đan xay nhí, đan cũng còn nhí luôn. Mấy chị nhìn người ta may đẹp lắm, cái hàng này người ta may chuẩn lắm mấy chị. Ta may mà ta ủi cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết. May đẹp từ vải đến đường kim mũi chị. Và để kể cả cái việc ủi người ta cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ nha. Ngày xưa là em hay đi order đi chính phẩm á, là em biết cái nhà này hàng tuyệt vời lắm. Khi mà em đụng cái hàng này tới là thật sự nó gọi là đẹp xịn sò luôn. Nhà này họ làm hàng rất là kỹ. Xay nhí màu đen 75.000. Ai lấy 75 ủng hộ em nha. Trắng 75 luôn. Trắng là cái gì em? Nhí đại cô. Trắng có nhí đại cô, in trước in sau nè. Mấy chị nhìn bộ đồ xịn sò chưa? Trắng nhí đại cô. Trắng thì có nhí đại cô 75, 85, 95. Trắng nhí đại cô nha. Hiệu này vẽ xịn. Đúng rồi. Ủa Nguyễn Linh, Nguyễn Linh có lấy chính phẩm hay lấy sale? Đây nè, hiệu này nó là mình cảm nhận sao là mình nói y chang như vậy á, chứ không phải quảng cáo để bán được hàng đâu. Thật sự thế, mình cảm nhận cái chất này nó thật sự nó quá tuyệt vời, vì cái vải của nó xịn sò mà nó mát lạnh lắm, nó rất là phù hợp với mùa hè luôn. Cái bộ đồ này đẹp lắm, nói chung là đẹp, đẹp theo cảm nhận là xuất sắc luôn á. Lấy em cùi trắng có tay, cùi trắng của mã có tay á bi, hết luôn hả bi? Cái này còn nhí hả? Cảm ơn Nguyễn Linh nha. Thì lại là em mua đem đem về nhiên nghiệp quá vậy. Nguyễn Linh Tây Ninh 95 cha. Đây có để ý. Là cô đẹp mà không kìm được. Hả? Ý là gửi bao nhiêu, có bao đồ lớn không? Theo bao, hai người đi chợ. Theo bao là chợ cho hai. Alo, hai tay á. Gửi về chung đó rồi. Hea ân thì Hea lan lên chia với Hea về bán, chứ tụi em bận lắm, tụi em đâu có thời gian đi mãi ra. Hỏi nó thích cái gì nó lan lấy của Hea về nó bán. Cái màu xanh này có gì bê? Số em đưa tiền cho nó chuyển cho em rồi đó nha, mình nó chưa chuyển. Xanh có nhí đại cù, xanh nhí đại cù 75, 85, 95 nha. Nhí 75 hả? Chị hai đi ghi là lạ cô đẹp mà cũng chung được. Dạ, nhí đại cù 75, 85, 95 nha. Cả nhà ủng hộ em nha. Nhí đại cù
Màu vàng có gì ba? Vàng nhí cù. Màu vàng có xây nhí và xây cù, 75 nhí, 895 xây cù nha. Trời ơi, cái hàng này đẹp xuất sắc mấy chị, mới vừa về thôi mấy chị tin em đi. Thật sự luôn. Đẹp từ form đến chất nha. Đẹp lắm luôn. Mấy chị nhìn người ta may nè. Đó, be từ cái đít be qua, be cái hông luôn, be cái túi luôn. Đó, in trước in sau như thế này, thật sự bộ đồ rất là chất lượng nha. Từ đường kim mũi chỉ mấy chị nhìn cái bo cổ người ta nó cũng khác người khác nha. Giá hàng rất là xịn sò. Vàng. Ủa sao chị em thấy chị? Màu vàng hả? Lá cô đẹp mà không không cô vàng cho chị Nguyễn Linh. Nguyễn Linh 95 Tây Ninh. Bẻ cái điện thoại chị mẹ ra bè. Cô vàng cho. Màu đỏ em. Đỏ có nhí và cù 7595. Đỏ có nhí và cù 7595 nhí cù nha. Đỏ có nhí và cù. Ai lấy nhí cù ủng hộ em nè. Đỏ có nhí cù 7595. Rồi, cái mã này xuất sắc luôn. Cái gì vậy? Lá cù. Hello chị. Lấy hàng đi Tường Vi, hàng này đẹp lắm luôn á. Thật sự luôn. Trời ơi, lá có cù. Lấy em cù đó, cù đỏ cho Nguyễn Linh nè. Cù đỏ cho cái này lá cù. Chị Hà Di lấy cái lá cù này hay sao chị Hà Ly? Hà Di nè, lá cù. Mấy chị ơi, cái hàng này vải đẹp lắm, mấy chị tự tin mà lấy cái hàng này về bán đi. Hà Di, cái này Nguyễn Linh hả? Ừ. Tây Ninh 95. Rồi ok, cho chị Hà Di đi chị ơi. Chị Tường Vi hết lá rồi. Hết lá là chị Tường Vi à, Hà Di. Cái hàng này có vài ri à, Hà Di 95. Ơ, cái mã này hết lá rồi chị gái. Lấy cái mã này về bán thì thật sự luôn. Chị mà đúng cái gu shop của chị em mới gọi chị lên á, em mới thật luôn nha. À, cô Ban có cô nè, lấy cô Ban đi gái, cô em Ban. Xem đồ của chị kìa. Cô Ban có nhí đại cô, em xem lại. Cô Ban có nhí đại cô. À, cô Ban có nhí đại cù 758595. Lấy cái mã này đi. Cái hàng này thương hiệu mà mấy chị chuyên đi hàng shop á. Cô Ban xuống cho Tường Vi. Cảm ơn Tường Vi nhé. Biết những cái người mà gu shop là mình gọi ngay lên luôn. Tường Vi 75. Tường Vi 95. Tường Vi 85. Rồi, cô Ban suốt. Còn một suốt cô Ban nữa nha cả nhà. Mấy chị tin em đi, cái hàng này rất là xuất sắc nha. Tin em mà lấy cái hàng này về bán nha cả nhà ơi. Rồi, màu vàng. Ai lấy vàng ủng hộ em nè. Vàng có nhí và cù. Vàng nhí cù nha. Vàng nhí và cù 7595. Nhí 75, cù 95k. Thật sự cái hàng này xuất sắc, mấy chị tin em mà lấy cái hàng này về bán nó đẹp lắm luôn á. Vàng nhí cù cho chị Tường Vi. Rồi, đỏ có gì em? Đỏ có nhí và cù. Một cặp cuối cùng. Một cặp cuối cùng nè, đỏ nhí và cù. Trời đẹp lắm luôn. Đỏ nhí cù nha. Đỏ nhí cù. Cái hàng này xịn sò lắm. Rồi, cảm ơn Tường Vi. Ừ, ok bé. Rồi đó đi. Tường Vi 75. Tường Vi. Tường Vi 95. Màu xanh cô Ban là có suốt nè. Màu trắng nữa. Trời ơi, màu trắng gì bé? Suốt. Màu trắng suốt. Trời ơi. Mấy chị ơi, lấy những cái hàng này về bán mấy chị. Em nó thật sự rất là xịn sò và đẳng cấp nha. Trắng có suốt, nhí đại cù luôn.
lấy mà trắng này về bán đẹp nhất ngay luôn mấy chị, nhí đại cường trắng suốt. Ai lấy mã này ủng hộ em, trắng nhí đại cường, nhí đại cường nhá, trắng suốt. Ai lấy mã này ủng hộ em nè, trắng nhí đại cường, trắng suốt nha. Rồi còn một màu, hai màu, màu đen, màu đen chỉ có xi nhí thôi. Ai lấy đen nhí ủng hộ em, đen nhí. Mấy chị nhìn người ta in cái hình in sát nét lắm nha. Nói chung là cái nhà này gọi là hàng xuất sắc nhất ở thị trường. Cái vải của họ đều một chất vải luôn. Và từ cái đường kim mũi chỉ và mai ủi xếp bảo bọc cũng rất là tỉ mỉ nha. Mấy chị nói chung là hàng này rất là đẹp. Nói chung là không có một cái gì lỗi trong cái bộ đồ này. Nó có một cái dàn thiết kế, một cái dàn mai ủi rất là xịn sò luôn. Nên mình bán cái hàng này là mình rất là tự tin để mình quảng cáo luôn nha. Đó. Trắng nhí, đen nhí 75k. Rồi, màu vàng, màu da cũng có xi nhí thôi nhá. Da nhí 75, da nhí 75, còn mã mới không bê ơi. Da nhí 75, còn mã này hết. Còn mã lùng xùn. Rồi, mã lùng xùn có thứ gì phải không? Rồi, bê vứt cái ri đó qua lại luôn cho chị đi. Hay là đi tháo ra. Cái này là sao nè? Trời đẹp quá, 79k. Vàng nhí 79 nha. Túi hộp này mấy chị, đồ này là 4 túi luôn. Túi hộp là người ta tính hơn mình cho mình á, chứ họ không tính bàn giá nên em phải bán cao hơn nha mấy chị. Quần 4 túi, mấy chị nhìn nha. Quần là 4 cái túi nè, đó. Size nhỏ nhất là size số 2. Đó, in hai cái tay, in hai tay, in trước và in sau. Mấy chị nhìn thấy xịn sò chưa? 79k vàng nhí. Ai lấy vàng nhí 79 ủng hộ em. Đó, 79k vàng nhí in hai cánh tay nha. Và in trước, in sau luôn. Vàng nhí 79. Trời ơi, cái bộ đồ này xuất sắc mấy chị, màu vàng cho. Cho gà cọ cho Huyền nha, 79 cho Huyền nha. Chưa thấy. Đây. Đỏ có gì em? Đỏ có nhí và đại 7999. Đỏ có nhí và đại nha, 79 nhí và 99 cù nhí đại 7999 nha. Còn một ri cuối hả Bi? À, còn vẫn còn một ri vàng nhí nữa nha. Đỏ có nhí và cù 79 và 99. Nhí đại, đỏ nhí đại và nhí cù Huyền nha. Chị luôn rồi. Đỏ có nhí với đại hả? Ừ, chị Hiếu ra ơi, đỏ chỉ có nhí đại chứ không có cù. 79. Đỏ có nhí và đại nha, đỏ cặp nhí đại 7989. 7989 cặp đỏ. In trước nè, in sau, in trước in sau và hai cánh tay. 7999 nha. Tiếp. Đó, rồi, tiếp tục mã trắng có gì em? Là gì đây? Trắng cặp luôn, 7999, 7989. 7989 nhá, 79 nhí, 89 đại. Trắng cặp, ai lấy trắng cặp ủng hộ em nhá. 7989. Rồi, đại trắng cho chị Hiếu Lan. Rồi, đại trắng cho chị Hiếu Lan. Ấy, còn nhí thôi. Huyền nha. 89. Huyền nha lấy nhí không? Chắc lấy đấy rồi. Hiền hoa 79. Lấy luôn hả? Cô Ban có gì em? Nhí. Cô Ban nhí 79k. À lấy cô Ban xây nhí 79 ủng hộ em nha. Cô Ban nhí 79. Đẹp xịn sò luôn. Cô Ban nhí 79 nha.
Cô banh nhí bảy chiến. Cái này thì Nga lấy xây nhí hay sao? Nga lại cặp đó một con nhí cô lấy. Rồi cái mã này 7585. Rồi con ghi gì? Chặn ghi ở đây. Ai vậy? Vì nó la sao thì em đọc cặp ma. Vậy thì con mới luôn chưa chặn cặp gì vậy đó. Đỏ cặp có rồi, được rồi. Cô ba, cái này mình mới lên hay là lên lâu rồi? Cái này bao nhiêu? Ý là xay nhí. Xay nhí thôi. Cô ba này em chỉ còn xay nhí thôi nha, 75k. Mã mới nữa nha. LV 75k cô ban nhí. Ai lấy cô ban nhí ủng hộ em 75 nhé. 75k cô ban nhí. Màu đỏ. Đỏ nhí. Đỏ nhí 75 nhé. 75k đỏ nhí. Đỏ nhí 75. Trắng nhí luôn. Trắng nhí cho Hiền Nga luôn hả Bi? Trắng nhí 75.000 trắng nhí. Ai lấy trắng nhí ủng hộ em nha. 75. Rồi cái mã này nữa nè. Rồi em lên cái mã này xịn sò nè mấy chị. Chị Tường Vi còn ở đó không? Mấy chị ơi xem like chấm chấm đi. Tại vì mình biết có vài gu là khách sát xịn sò. Mình lên luôn nha. Còn những chị chờ tí em lên hàng xả cho nha. Còn những cái hàng này là những cái hàng đỉnh lắm. Mấy chị đừng có so sánh cái giá. Thật sự nó 5.000, 10.000. Biết rằng là nó cũng to đấy. Nhưng mà so với những cái bộ đồ như thế này, chất lượng vô cùng nha. Mà khi mà em nói những cái bộ đồ này á, nó đẹp từ cái chất vải đến đường kim mũi chỉ, đến khâu, cái khâu bao bì hay là khâu đóng gói của họ cũng rất là chuẩn nha. Về bộ đồ là không lỗi, không hư những cái nào hết. Em tự tin vì những cái hàng này em đã bán 10 năm vì hàng kính sẵn của họ rồi nha. Vàng. Màu vàng này có xay nhí. Trời ơi, cái xay nhí của họ to chưa? Màu vàng nhí nhá, 79k. Mấy chị nhìn nè. Đó, nhìn thấy người ta phối, đây là cái bo phối nha. Đó. In trước, in sau. In trước, in sau. Quần túi hộp, quần là 4 túi. Giá 79k. Vàng nhí 79. Ai lấy vàng nhí ủng hộ em nha. Vàng nhí 79. Xanh lá. Xanh lá cũng có nhí thôi. 79k xanh lá. Màu vàng cho chị Tường Vi. Xanh lá nhí nha. 79 lá cho chị Tường Vi. Bỏ mẫu luôn hả? Hàng này người ta đưa qua mỗi thứ có 1 đến 2 ri thôi, không có nhiều nha. Thật sự luôn. Ai hỏi? Màu vàng hả? Vàng hết rồi. Màu vàng hết rồi chị Hạ Di à. Lấy qua màu khác giùm em đi. Tường Vi 79. Màu xanh này còn không em? Chị lấy màu xanh này đi chị Hạ Di. Hàng đẹp lắm, em nói thật luôn ấy. Chị lấy màu xanh đi chị. Tường Vi 79. Lấy màu xanh này đi chị. Màu xanh này đẹp quá trời đẹp luôn á. Nha. Màu xanh này cực kỳ xinh luôn. Giá 79k. Đẹp ơi là đẹp luôn á. 79k nha. Rồi tiếp tục. Màu trắng. Trắng cũng có nhí thôi. 79k trắng nhí nha. Trắng nhí 79k. Ai lấy trắng nhí ủng hộ em nha. Trắng nhí 79. Xanh này cho chị hai nhí. Trắng nhí 79. Màu mụn lắm á. Trắng có mấy ri em? Trắng em có 2 ri, mấy chị ủng hộ em mỗi người mỗi ri cho hết đi. Trắng nhí nha. Quần tới 4 túi lận đó. Trắng nhí. Xanh cho chị Hà Di. Cái nhí đo xuống ơi. Đợi tí có một mẫu nữa, đợi mình tí. Đa phần là nhí Hà Di. Cái này một thứ có 1-2 ri thôi. Tại vì hàng này người ta không bao giờ sale luôn đó chị Tường Vi ơi. Thật sự luôn. Họ ít khi sale lắm. Cái giá của họ đi. Màu cam xin nhí. Cam nhí nha.
Ali cam nhí được ủng hộ em 79k cam nhí nè. Đỏ có suốt. Đỏ suốt. Đỏ suốt. Ai lấy đỏ suốt ủng hộ em đi. Đỏ suốt. Mấy chị ơi lấy đỏ suốt nè, mấy đỏ suốt em. Có một đỏ suốt à. Đỏ suốt 798999 nhí đại cô. Rồi chị Hà Di. Đỏ cho chị Hà Di, đỏ suốt cho chị Hà Di. Màu đen. Đỏ nhí đại cô. Bên đen nhí. Đen say nhí nhá. Đen nhí. Đỏ đại cô còn không em? Đỏ còn đại không? Hết luôn rồi chị Tường Vi ơi. Chị Hà Di luôn. Chị Hà Di chút trước rồi. Còn cái mã nào đại cô lên cho chị Tường Vi chứ lấy xem. Ủa, màu xanh cua ban hả em? Mai chị kêu luôn ra. Ờ, hay gì? Con bao bố là nhí hết luôn. Cô ban cũng nhí luôn hả? Trời, cô ban cũng có nhí thôi. 79k. Cô ban nhí nha. Cô ban xây nhí 79. Cô ban nhí 79 nha. Bây giờ nè, mấy chị ơi. Cho đi đài nè. Ui. 79k xây đại, 89 đại. Trời ơi đẹp quá. Lấy mã này đi. 89 đại. Nè quần túi hộp xịn sò luôn. Có dây phụ phụ gì đây. Đó. Hip hop nè mấy chị. Xây đài 89 nha. Ai lấy mã đại này 89 ủng hộ em đi. 89k xây đại. Cô ban đại 89 nè cả nhà. Cô ban đại 89k. Chị Tường Vi em à. Màu vàng xây gì? Cái đó toàn nhí hả? Trời ơi, sao người ta chở hàng lên nhí không vậy ông nội ơi. Màu vàng xây nhí 89k vàng nhí nhá. Ai lấy mã này vàng nhí ủng hộ em. Vàng nhí 89. 79 cho quen số thêm với chị. Vàng nhí 79k. Ai lấy vàng nhí thì ủng hộ em. Vàng nhí 79. Trời cái hàng này đẹp lắm mấy chị. Mấy chị nhìn người ta may nè. Đây nhá. 79 vàng nhí. Rồi. Cái mã này xây cù bơ cù 95k. Ai lấy mã này ủng hộ hàng HL Kit nha. Hàng này rất là xịn sò. Bơ cù. Bơ cù 95.000. Ai lấy mã này ủng hộ em nha. Quần sọc sạp này mấy chị. Quần đang hết trên nè nha. Nhưng mà đây là quần gối chứ không phải là quần ống len nha. Bơ cù 95. Bơ cù 95k. Màu xem này có gì bê? Đại hả? Đại sen có đại với cù. 8595 sen có đại và cù. 8595 cái vải này xuất sắc nha mấy chị. Hàng của HL Kit. 8595 đại cù. Màu hồng có xe cù hả? Nhí cù. Màu hồng thì có nhí và cù nhá. Nhí 75 cù 95. Nhí 75 cù 95. Hồng nhí cù. Màu cam. Cam cũng có nhí cù 7595. Rồi được. Lấy bé trai hết chưa? Rồi mã này nhí đại cù 728292. Trời ơi cái hàng này của Lido nè. Xịn sò luôn mấy chị. Cái chất vải gọi là siêu đẹp luôn á nha. 728292. Cái này mình có thể mặc bé trai bé gái, mẹ và bố luôn nha. Mặc cả gia đình luôn. Giá thực sự nó 728292 là giá cực kỳ tốt luôn nha mấy chị. Đó. Hàng rất là đẹp. Mấy chị nhìn thấy xinh chưa?
màu xanh suốt 728292 nhí đại của quần 2 túi nhé. Ở dưới là có các tia laser nữa. 728292 nhí đại của màu xanh suốt, màu trắng suốt nữa, trắng có suốt, nhí đại của trắng suốt, trắng suốt, nhí đại của trắng suốt. Rồi cái mã HL kit này em xả có 59 nha, nhí 59, màu ruốc nhí 59 nha, ruốc nhí 59. Rồi màu sang, màu sang nhí 59k, sang nhí 59 nhá. Mỗi cái này còn mỗi thứ còn có một ri nên em xả cái giá như vậy mấy chị. Màu cam sữa nhí 59 nha. Và màu hồng 59k nha. Tiếp tục cái này toàn bộ là sang nhí ha. Ừ, ba đi. Cho chị lên cái mã này luôn. Em lấy cái mã kia đi, nó có đại cổ nó đại cặp. Rồi. Cái này cũng túi hộp 59 bộ này hay sao chị? Kiều Trần, Kiều Trần là khách sĩ hay khách lẻ? Cái này là túi hộp nè mấy chị nha. Mã này em xả cho mấy chị ơi, đẹp quá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mấy chị nhìn thấy đẹp chưa? Sọc như thế này nha. Đó, quần hai cái túi. Áo như thế này 75k xin nhí. Ai lấy mã này 75 ủng hộ em. Nhí 75k, xây nhí 75 quần túi hộp nha. 75k xây nhí. Đỏ nhí luôn, đỏ nhí 75. Đen nhí 75 quần túi hộp nha mấy chị. Đó, mấy chị nhìn thấy nè. Em sĩ 59k là bộ HL kit đó nha. Chị nhặt đơn là cộng giúp em 500k nha. Rồi màu đen xanh nhí 75 nha. Đen nhí 75. Có 3 màu quần túi hộp xịn sò nha mấy chị. Đó, y chang như thế này. Màu đỏ và màu xanh. Còn cái hàng HL kit này là 59.000, giá 69.72 nha. 72. Nhưng bây giờ xả chỉ còn có 59.000 thôi nha. Giá này là giá xả. Giá xả không được. Rồi 59k nè, Hello Kitty xay nhí 59. Bộ này xay nhí 59 nha. Nhí 59 màu hồng, màu cam, cam nhí luôn. Giá 59.000 cam nhí. Màu sang xay nhí. Ai lấy sang nhí ủng hộ em, sang nhí 59. Đó. Cái hàng này là hàng đã xả rồi. Và màu ruốc nhí 59. Rồi mã này, cái này tất cả đều cặp. Màu vàng cặp. Ai lấy vàng cặp này ủng hộ em. Vàng cặp giá 69.79. Trời, cái giá nó, trời, cái giá rẻ lắm mấy chị. Có 69 nhí 79 đại thôi nha. Trời ơi, giá siêu hời luôn á. Cặp vàng nè. Mấy chị nhìn cái vải này cũng cực kỳ xịn sò nha. 796979 cặp vàng. Ai lấy cặp vàng này ủng hộ em. 69 nhí 79 đại cặp vàng. Cặp xanh coban. Ai lấy cặp xanh coban nữa ủng hộ em. Cặp xanh coban. Cặp đỏ. Cặp đỏ nha. Mấy chị nhìn những cái thương hiệu này nè. Đẹp lắm luôn á. Cặp đỏ. Quần có hai cái túi. Quần hai túi nhé. Cặp đỏ. Ai lấy cặp đỏ ủng hộ em. Rồi lá cặp. Cam hồng 59 cho chị Nam Nam Trường. Còn chị Kiều Trăng lấy cái gì thì inbox cho em giúp bà cặp giúp em 500k trên like nha. Bộ thứ còn có một riêng hả bè. Ủa cái này sao mắc lên một bộ mão hả?
Bộ đồ có 59 ngàn mấy chị lấy đi, giá rẻ quá trời rẻ. Xả lũ banh sóc. Thật sự luôn. Này mấy chị 7282. Màu xanh có cặp nè. Quần túi hộp luôn. Mà giá có 7282 nha. Thật sự cái mã này vải cũng cực kỳ đẹp luôn. Quần túi hộp nè mấy chị thấy không? Đó, quần túi hộp. Màu xanh lá giá 72 nhí 82 đại. Màu xanh cặp. Hàng này đẹp xịn sò luôn nha, 7282. 72 nhí 82 đại. Xanh cặp. Đỏ cặp luôn hả đi? Hết vàng rồi chị. Còn một rút màu sáng thôi, lấy rút đi. Cái này 7282 đỏ cặp. Ai lấy đỏ cặp nữa ủng hộ em nha. Đỏ cặp. Quần túi hộp nè mấy chị, vải đẹp lắm. Những cái chất vải hôm nay em bán toàn là những hàng xịn sò nha mấy chị. In trước nè, in sau nè, in trước nè, phối. Mấy chị nhìn thấy đẹp chưa? Đó. Bộ đồ nhìn quá xịn sò nha, rất là manly. 72-82k. Cặp đỏ 72-82. Màu xanh dương. Cái màu xanh này đẹp quá. Quần có hai cái túi nè. 72-82k màu xanh. Ai lấy cặp này ủng hộ em. 72-82. Màu cam cặp. Cam cặp. Cam cặp 72-82 nhé. Cam cặp. Và màu vàng chỉ có lá thôi. Vàng lá nhé. Vàng nhí. Nó rí là nói không biết nói giống ai luôn. Cả nhà ơi, ta đang xem like chấm cho em xin vài chấm đi. Hai đỏ xanh dương như chị Nguyễn Linh. Trường hả em? Đã bán cái giá mới còn cái quần luôn đó. Còn một màu rút nữa nè mấy chị, 59k ủng hộ luôn. Còn một ri cuối cùng lấy luôn cho hết giùm em với. Trời ơi, có một ri 59. Thực ra những cái mã hàng như thế này mà 59 ngàn là cực kỳ rẻ luôn. Em nói thật luôn nha. Màu hồng rút này có 59k nè. Rẻ lắm, rẻ lắm. Những cái hàng này nhập em bán là trên giá nhập của em luôn đó. Để hả? Được luôn, luôn hả? Thật sự em bán giá gọi là trên giá nhập luôn đó mấy chị. Rẻ hơn giá nhập luôn á. Mà mấy chị không lấy ủng hộ em là tiếc hùi hụi luôn. Rồi bỏ cái màu đi vô mấy chị. Rồi đi mấy chị đi. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nha.
chị dạ nhập chữ trên là bình thường mà. Rồi, cái mã đó cho lên luôn đi. Cái bê sắt đẹp, cái chi sắt lắm đẹp nha. Vàng 55k. Vàng nhí nha. Vàng nhí này. Cái mã này nó rớt lại á. Giá 55k, ai lấy mã này ủng hộ em. Vàng nhí 55. Vàng nhí 55k, ai lấy vàng nhí này ủng hộ em nha. Vàng nhí 55. 55k vàng nhí. Cái này có cặp nha lấy nhà cả nhà ơi. Màu này trời, cái hàng này 72 nhí 82 đại. Mấy chị có quần người ta yên choàng luôn, có quần nha. Vải này là xịn sò luôn. Cái tát mấy chị nhìn thấy xịn sò chưa đó. 72 82. Nhí là 72, đại là 82k. Màu be, màu nu. Để mấy chị nhìn thấy đẹp không? Màu nu nha, màu nu cặp 72 82 nu cặp. Đẹp xịn sò nha mấy chị, nu cặp 72 82. Nu cặp 72 nhí 82 xoay đại nu cặp. Để xịn sò mấy chị. Chị nhìn nó hỏi là hiệu số chính kích phải không chị nhỉ? Đúng rồi. Ai hỏi? Chị nhìn lắm. Wow, biết luôn hả? Đúng rồi, hiệu chu xin kích này. Cái vải đẹp lắm nha. Đẹp lắm luôn á, thun cô tông của họ đẹp xịn sò luôn. Còn thử một hai cặp hay. Còn có một cặp hai cặp nữa là hết hàng thôi nha. Hàng này người ta về người ta mê chắc vải luôn á chị. Màu sữa cặp 7282 nha, đẹp xịn sò luôn. Nhìn cái quần người ta yên tròn, cái quần cắt của bộ đồ này rất là sang chảnh nha. 7282 màu sữa cặp. Sữa cặp 7282. Màu vàng chỉ có nhí hợp đi. Màu vàng chỉ còn nhí thôi, vàng nhí 72. Mẫu thứ còn có một cặp mà 72k vàng nhí. Cái quần này xịn sò luôn. Mấy chị nhìn cái quần người ta in tràn, cái quần nhìn rất là đẹp nha. 7282 màu vàng nhí. Màu xanh này có cặp này. Cái màu xanh này đẹp tuyệt vời luôn. Xanh dương cặp. Cái xanh này xanh thiên tham hay xanh gì đây? 807282 xanh cặp. Đẹp quá trời luôn. Hiểu Linh lấy cái hàng này về bán đi chị. Cái hàng này đẹp lắm, cái chất này xịn sò lắm nha. 72, em thấy người ta làm bộ đồ cũng tỉ mỉ đó. Nè, hai tát luôn á. Tóc to, tóc nhỏ nè. Giá 7282 thun cô tông loại 1, chính phẩm xịn sò, hàng Nga Định nha. 7282. Rồi, tiếp tục đùi 6575. Nhí 65 đại 75k nha. Tìm đồ cặp con là nhí. Tiếng cặp. Cái áo là crop top nha cả nhà. Cái áo là crop top. Cái tay này là cái tay lỡ. Mặt linh xinh lắm nha. Cái dòng tay này rất là hiếm khi gặp. Cái dòng cái tay này nè. Vì cái tay này may là cực kỳ tốn vải nha. Mấy chị nhìn nè, cái áo crop top. Cái áo crop top, cái quần nó như thế này nè. Đó. À, cái áo, cái quần 65 nhí 75 đại cặp tím. Thun là thun cô tông chính phẩm. Cái size đại là em mặc vừa luôn. Cái áo size đại là em mặc vừa luôn đây mấy chị. Hàng đẹp lắm. Cái hàng đó nằm ở đâu vậy? Bên này. Xây đại này nè, 75k. Áo này em chầm vô luôn nha. Cấp form nó to lắm.
cái form này người ta may cực kỳ tốn vải nha. Giá 75.000 xây đại, thật sự rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo như mấy chị, rộng rãi thoải mái nè. Mà em đâu phải nhỏ đâu, em tới 56kg rồi, em không nhỏ đâu mấy chị. Mập như heo luôn á nha, ngực thì một ngực luôn. Bởi khổ, em làm khổ chứ. Mấy chị lấy cái mã này về bán đi. Xe đại quá, xe đại mà em mặc vừa rộng rãi thì thế này có quần to lắm nha mấy chị. Là em nghĩ là em 56kg mà mặc rộng rãi, mà trong khi mình có ngực nữa đó, là bộ đồ này phải 48kg quay đầu xe đại á nhé. Rất là phù hợp cho những bé béo tròn, rất là phù hợp cho những bé béo tròn nhé. Quần thì rộng rãi thoải mái lắm, không lẽ em mặc luôn như cái quần cho mấy chị coi chứ, rộng rãi thoải mái cực kỳ. Vì cái chất thun này là co giãn mạnh luôn nha, co giãn xịn sò luôn. À, chuột hả, từ sớm nói tao. Rồi tím cặp, tím cặp nha, tím cặp nè, đỏ cặp, đỏ cặp, chỉ có hai màu này là có cặp thôi. Vàng nhí, vàng nhí, hồng nhí, hồng có nhí nữa nha, hồng nhí và xanh nhí. Nói chung là màu cực kỳ đẹp. Form rất là to, xe nhí là 30kg quay đầu, xe đại là 48kg quay đầu. Nói chung là cái áo này mình 56kg mình trồng vừa, là mấy chị hiểu là form rất là to nha. Đó, màu xanh xe nhí nè, xanh nhí, hồng nhí, hồng nhí hả bé? Hồng nhí nha, vàng nhí, vàng nhí, đỏ cặp, 65-75 đỏ cặp và tím cặp. Bộ đồ này thun rất là đẹp, đẹp xịn sò luôn. Tím cặp chỉ có bao nhiêu thôi chị đại Nguyễn Linh ơi, chốt màu nào ủng hộ mình nha. Tím đỏ đại, lấy đại hả? Tím đại đỏ đại, cảm ơn. Còn một mã nữa, mình lấy một mã nữa chắc. Tím đại, tím đại cho Nguyễn Linh, cho chị đi đạo đại á. Em nhắn tin anh Quyền chưa? Rồi. Trả lời sao? Tím đỏ đại hả? Có tím rồi. Chị trả lời. Chắc đang xử lý cái đó đó. Biết chưa? Một cái màu vô chưa? Rồi cho chị một mã nữa đi, cái mã nó ná mã này đi. Chị mà sắp á hả? Chị mới thấy đi xếp xếp đó mà. Cái chị liên hàng Quảng Châu luôn. Quảng Châu đẹp ơi là đẹp luôn, giá cực kỳ tốt. Còn có một ri để tới để lui hòa 69k, 69k đại nè, đại chữ 69. Mấy chị nhìn đẹp chứ, hàng của Minh Mai nha, cái này là hàng của Minh Mai nha, 69k đại chữ. Ai lấy đại chữ ủng hộ em, đại chữ 69 nha, 69k đại chữ, đẹp xịn sò xe đại nha. Có một ri xả luôn cho mấy chị 69.000 đại chữ nè. Ủa cái ri tới đâu đi? Chưa ra cái này.
Ủa, chị nhớ là bé sếp tao đó mà, chị mới thấy luôn á. Bé có đưa cho chị chưa? Đây này có rồi. Bàn không cam nó cặp nhé, không là gì. Rồi, Nguyễn Linh Tây Ninh. Quả có rút tóc lại tới. Cái hàng này đẹp lắm, cái hàng này form cũng to y như như vậy đấy nha. Nói chung là hai cái này là một nhà và một form. Thun của tông coi dẫn xịn sò. Mấy chị nhìn cái đồ mà em kéo nó như thế này là mấy chị hiểu rất là đẹp nha. Đẹp và đẹp xịn sò luôn nha. Màu vàng. Ai lấy màu vàng nhá. Màu vàng nhí. Màu vàng cạp 65 75. Cái áo này đẹp xịn sò luôn. 65 nhí 75 đại vàng cặp. Ai lấy vàng cặp nữa ủng hộ em nhé. Vàng cặp 65 75. Vàng cặp. Màu xanh gì bé? Xanh nhí. Màu xanh chỉ còn nhí thôi. Xanh nhí 65k. Bây giờ to trai đó. Đi viên tí gắn kịp. Ai vậy? 65k. Xanh nhí. Xanh nhí 65. Màu cam cặp. Cam cặp 65 75. Cam cặp. Màu hồng cặp 65 nhí 75 đại hồng cặp. À, ai lấy cái gì ủng hộ em nha. Hàng đẹp tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Hello chị Tú. Chị Tú đã lên. Chị Jerry. À lộn chị Jerry. Ta đánh nói rồi mà không nghe lời. Hello cả nhà nha, hàng đẹp lắm luôn á. Mi đi nạp về. Mới đi nạp về nè. Cảm ơn chị nha. Chắc tối nhận được. Ai đang xem like ủng hộ em đi cả nhà ơi. Chị thấy bên ứng chứ. Mô. À, báo bị lỗi hả? Rồi cả nhà ơi, ai lấy cái gì ủng hộ em đi nhá. Trời ơi, hàng đẹp lắm luôn á. Cái này toàn bộ là xi nhí mà túi hộp nè. Em chỉ trông tinh 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 thôi, không trông gì hết. Thiệt luôn. Cái này chỉ có xi nhí thôi nha. Giá 75 nha. Bảy mươi lăm k. Cái hàng này của nhà này nè chị Tú. Không biết chị Tú đã bán qua hàng chính phẩm chưa nè. Cái nhà này nè, nó đẹp lắm luôn á nha. Mà đi chính phẩm của họ cũng trên 100 ngàn một bộ. Xả nè. 75k. Màu xanh nhí. Xanh này chỉ có nhí thôi nha. 75. Đỏ nhí luôn. Đỏ nhí 75 luôn nha. Đỏ nhí 75k. Các chị nhìn cái bộ đồ thấy người ta phối đẹp chưa? Có hai cái túi nè, yên nè. Cái đường này là đường phối lại nha. Lé đó nha, chứ không phải là yên đâu nha. Lé đó. Rồi túi hộp nè. À, giá 75k thôi. 75k đỏ nhí. Đỏ nhí 75 nha. Rồi. 4 giờ rồi. Chắc mấy chị đi đón con hay sao. Màu đen nhí 75. Đen nhí 75k nha. Đen nhí 75. Rồi. Cả nhà ơi, có ai đang lái cái gì nữa không? Lấy nữa thì em like. Chấm chấm cho em vài chấm cũng được. Cái gì vậy Bi? Bi làm nhảm gì vậy Bi? Chỉ có thêm được 2 triệu 3.
được đồng nào hay đồng đấy. Cái việc lan truyền gờ hát khà thấy cả của hồng á chị. Để em chia sẻ tí nhé. Ủa, cục hàng của chị Văn Thanh đi rồi hả? Yes, sure. Sao đấy? Tiếng này cái gì à? Hiểu không? Em cứ ghi là Thu Thì cái, nó cho số điện thoại thôi mới nói gì vậy? Em điện thoại cho tôi đây điện. Anh cứ uống ba đây rồi. Chị gọi nó hả? Bé này còn trẻ mang nhỉ? Chắc cả chín mấy. Quần này nè mấy chị, em xả có 39.000 nè. Alo. À, số điện thoại của em, cho chị xin với. B ghi 033B. 033 rồi. 700. Rồi. Gì nữa bé? Không quay số điện thoại của nó rồi. Chào cả nhà nha, tí nữa em lên lại đi nha.